quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức Showbiz. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày quý vị nhé. Và bây giờ xin mời quý vị khán giả chúng ta cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Hoa hậu Đỗ Thị Hà nhận xét thế nào về nhan sắc bản thân trước khi lên đường chinh chiến Miss World? Gần một năm sau khi đăng quang ngôi vị hoa hậu, chị đánh giá thế nào về bản thân hiện nay? Tôi đã trưởng thành, không thể gọi là hoàn toàn trưởng thành bởi tôi chỉ là cô gái vừa tròn 20 tuổi. Tuyên bố bản thân chính hẳn là một điều quá sớm và gần như không thể, nhưng chắc chắn tôi trưởng thành và dạn dĩ hơn. Chẳng hạn trước đây khi đứng trước phóng viên và trả lời câu hỏi, tôi rất run, nói chuyện lắp bắp và không biết sắp xếp ý tứ trong câu nói. Tôi thường đưa ra câu trả lời một cách vô thức, không suy nghĩ nhiều. Hiện tại tôi đã biết cách suy nghĩ thật kỹ, nói thật chậm rãi để có câu trả lời chuẩn chỉnh. Ban đầu khi mới đăng quang, tôi buồn nếu gặp bình luận tiêu cực trên mạng, thậm chí tôi còn muốn phản ứng đáp trả lại. Nhưng bây giờ tôi đã học được cách chấp nhận và xem những bình luận đó như lời đóng góp để giúp bản thân ngày một tốt hơn, kể cả có là lời đóng góp tiêu cực. Trước thềm cuộc thi sắc đẹp hàng đầu thế giới, chị nghĩ bản thân có ưu thế gì khi so sánh với các đại diện trước đây của Việt Nam? Tôi không phải người cao nhất trong số các hoa hậu và á hậu, nhưng tôi có lợi thế chân đẹp, tỷ lệ chân so với lưng và tổng thể vóc người rất dài nên trong chân tôi có vẻ lên khênh miên man. Đôi chân chính là tài sản quý báu nhất của tôi, nên trong bất kỳ hoàn cảnh nào, tôi luôn cố gắng bảo vệ, giữ gìn, chỉ cần chân có một vết xước, tôi cũng rất xót. Thực ra, tôi thích khoe chân vì chân mình đẹp, nhưng bây giờ tôi chưa dám khoe nhiều và vẫn chọn trang phục theo phong cách kín đáo, an toàn để giữ hình tượng, tôi chưa dám mặc táo bạo đâu. Ngoài đôi chân đẹp, chị đánh giá thế nào về tổng thể nhan sắc của mình đã đủ để đối đầu với đại diện các quốc gia khác trên thế giới chưa? Một cô hoa hậu không nên chỉ biết cười mà còn phải có kiến thức và tỏa ra năng lượng tích cực cho người đối diện. Tôi cho rằng chỉ cần bản thân thể hiện được sự tự tin và năng lượng tích cực, ắt hẳn tôi sẽ chinh phục được ban giám khảo. Tôi đọc được những lời nhận xét rằng ngoại hình của bản thân có chút quê, không giống một beauty queen, nữ hoàng sắc đẹp. Nhưng tôi cho rằng mỗi phụ nữ đều có vẻ đẹp riêng và tôi tự tin với vẻ ngoài của mình. Ngoại hình của tôi mang đặc trưng nhan sắc của phụ nữ Á Đông và tôi nghĩ đây không phải vấn đề gì to tát. Phụ nữ đẹp nhất khi tự tin vào bản thân, tự tin vào chất riêng của mình. Hơn hết, tôi là đại diện nhan sắc cho Việt Nam. Nếu tôi có gương mặt quá tây, quá sắc sảo, chưa chắc đã phù hợp với cương vị đại diện của một nước Á Đông. Tôi tự tin mình đủ khả năng đại diện quốc gia trên đấu trường sắc đẹp quốc tế. Đại diện Việt Nam tại đấu trường sắc đẹp quốc tế thường gặp vấn đề khi phải sử dụng ngoại ngữ để giao tiếp với thí sinh và ban giám khảo. Không nhiều người đẹp có khả năng giao tiếp tiếng Anh lưu loát. Khán giả đang lo lắng chị sẽ tiếp tục vấp phải điểm trừ này. So với thời điểm mới đăng quang, hiện tại kỹ năng tiếng Anh của tôi đã được cải thiện rất nhiều. Trong thời gian tới, tôi sẽ chăm chỉ rèn luyện với thầy cô giáo nhiều hơn để sử dụng tiếng Anh trong suốt cuộc thi Miss World. Tôi sẽ nỗ lực dùng hết vốn tiếng Anh của mình và không sử dụng phiên dịch. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.